Kính thưa quý vị, là chúng tôi đang có mặt ở khách sạn Century Park, nơi mà đội tuyển nữ của chúng ta đang đóng quân. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi tìm các cầu thủ của chúng ta xem là điều kiện hồi phục cũng như là những cái tâm sự của họ như thế nào một ngày sau khi họ giành tấm huy chương vàng SEA Games. Đây là một cảnh tượng mà mình thấy rất là thú vị. Chúng ta nhìn thấy là cả một cái dãy toàn áo là áo và có rất là nhiều chữ ký. Và tôi tin chắc rằng là đây sẽ là một cái phần quà rất là có giá trị dành cho những người mà được tặng. Cho anh hỏi một tí là cả ngày hôm nay em ký bao nhiêu chữ ký thôi? Chỉ tầm 20 thôi ạ. Thế à? Vâng. Tức là ký 20 bộ đúng không? Đây là những bộ quần áo mà do chính các em thi đấu đúng không? Dạ vâng ạ. Hôm nay thì cảm xúc thế nào? Sau khi một ngày chúng ta giành ngôi hậu của bóng đá nữ SEA Games. Dạ vẫn nâng nâng trong niềm vui sướng ạ. Dạ. Có ngủ không? Dạ không ngủ được. Vì sao lại không ngủ được? Vì cảm giác mà vui sướng nó vẫn còn ở trong tâm trí nên thành ra vẫn không ngủ được và không thể đói và ăn không thể lo. Vâng. Từ ngày hôm qua đến giờ thì đâu là cái lời chia vui mà em cảm thấy giá trị nhất? Dạ lời chia vui của chồng em ạ. Chồng em bảo thế nào? Chồng em bảo là một năm bóng đá đối với vợ là rất thành công, và khi em quay lại thì đúng tròn một năm nay là em mới quay lại thì rất là thành công với em và đội tuyển ạ. Yeah. Vâng. Thế ngoài ra chồng còn nói gì nữa không? Có một phần thưởng gì đặc biệt của chồng không? Cái đấy về nhà mới biết được ạ. Rất tuyệt vời, xin là cảm ơn em. Rất đẹp, nhưng bây giờ chúng ta sẽ phải đi tìm những cầu thủ mà chúng ta muốn gặp. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến gặp Trương Thị Kiều nhé các bạn nhé. 624 là phòng của Trương Thị Kiều. Có Kiều nhà không em? Dạ, Kiều đang ở trong này. Chúng ta sẽ ngồi đây đợi Kiều. Anh mới qua. Anh mới qua. Có ngủ được tí nào không? Cứ ngồi lên giường đi, anh sẽ ngồi ngay bên cạnh bên này. Lúc đầu nó còn nhiều cái bông kia thì mới sợ. Kiều có thể nói qua một chút về cái vết thương của mình ngày hôm qua nó như thế nào nhỉ? Dạ em sọt ạ, à. Nó lấy da của em. Đã bao giờ Kiều nhận một cái chấn thương như thế này chưa? Dạ em cũng có bị, nhưng mà nó là nhẹ hơn cái này, nhẹ hơn nhiều. Tại vì em đá sân cỏ nó cũng có trước. Mà nó đập phải thì nó cũng nhẹ hơn thôi, chứ không như thế này. Cái này em đi không nổi luôn. Sau khi mà mình chùi xong quả bóng đấy thì cái cảm giác của Kiều lúc đấy nó như thế nào? Cảm giác là em thấy là bất an, là tại vì em hơi sót, mà em thấy em kéo lên thì em thấy nó miếng cái màu trắng da rồi, nó trắng ở bên trong rồi, thì em mới thấy là nó hơi sót thôi, nhưng mà cố. Xong rồi một lát sau thì nó lại ra lại máu nó nhiều quá, thì em lại kiểu là người ta không cho đá nữa, trọng tài nó nhìn thấy thì em mới nhìn bác sĩ để em băng bó. Dạ. Anh thấy là cái đầu gối của Kiều cũng đang có vấn đề. Dạ em bị chấn thương cái gối cũ của em ạ. Tại sao em lại quyết định vào sân với một cái chấn thương như thế? Em thì kinh nghiệm đá lâu, còn những bạn khác thì mới, bác cũng kiểu là chưa tin tưởng mấy. Thì có em thì mọi người lại tự tin hơn. Nhưng mà anh cảm giác là như thế rất rủi ro cho em. Dạ, bởi vì rồi. Một cái chấn thương như thế mà em chơi một trận đấu căng. Dạ. Trận đấu lớn như thế thì cái nguy cơ ấy, dạ, để có thể mình tan cả sự nghiệp ấy, nó rất là lớn. Dạ đúng rồi. Em cũng có một thời là bị đứt dây chằng, đã mổ rồi. Thì em thấy là mình không nên nghĩ nhiều, tại vì là trận cuối rồi mà SEA Games nữa. Những người hâm mộ ở nhà cũng đang đón tụi em nữa, nhưng mà em cũng không muốn là làm mất đi những cái hình ảnh đẹp. Ừ. Và cuối cùng thì cắn răng thi đấu. Dạ. Thi đấu với một cái đầu gối đau như này và một cái đùi bị chảy xước như này thì nó như thế nào? Cái cảm giác về sự tự tin của mình ở trên sân. Không, lúc đó em bị nhưng mà đau, nhưng mà em vẫn tự tin.
kiểu là em với mọi người cùng lại hợp sức nhau mà để giành chiến thắng. Tại vì mọi người cũng chiến đấu mà cũng đau thì em cũng cũng đau, nhưng mà em cũng phải cố gắng theo ạ. Có các đồng đội thì có kể là Kiều có nói rằng là Kiều không nỡ và Dạ không đúng muốn rồi. Dạ để đúng. cho các đồng đội phải chiến đấu ở trên sân thay cả Dạ. cho phần mình. Tại vì em thì không muốn là mình đau một tí mà mình đi ra sân mà để cho mọi người phải gánh cho mình. Với lại những vận động viên khác nhiều khi mới người ta không ấy được, thì em nghĩ là mình đá lâu rồi, mọi người tự tin vào nhiều hơn. Khi mà bị chấn thương như thế, Kiều có phải điều chỉnh lại cái cách đá của mình không? Dạ có ạ. Em ít chạy lại, chỉ là mình đứng mình quan sát là mình lót thôi, nhiều hơn là mình chạy. Cái cách lối lối của em là chơi nó hay là kiểu mình quan sát nhiều hơn là mình dùng sức. Em thì dùng sức thì lúc đó mình đau á, mình không thể nào mình dùng sức được, thì mình chỉ dùng óc thôi, mình dùng óc là nhiều hơn. Tại vì nếu mà mình nhìn tình huống nhanh và chọn vị trí tốt thì mình đỡ vất vả hơn. Trong cái khó ấy, ló ra cái khôn đúng Dạ. không? Và một thêm một cái câu chuyện nữa là Dạ. khi mà được các bác sĩ băng bó và nó cái vết băng bó nó lại tung ra Dạ. thì lúc đấy em đã nói chuyện như thế nào với các bác sĩ? À, lúc lúc đầu á băng thì em thấy băng nhẹ, nhưng mà em kêu là, nhưng mà lúc đó là chỉ có cái băng nó chỉ vừa thôi, chị đem vô xong thì chỉ vừa thôi, thì băng em vừa băng xong thì lại đổ mồ hôi, nó lại tung ra, thì tung ra lại trúng cái chỗ đau em thì nó nặng quá, thì em mới dứt ra, xong rồi hơi thấy nó ra máu nữa thì em mới vô em kêu là băng cả nguyên cái vòng tròn luôn, là không cho nó ra, cũng không cho nó phải bị sứt cái da nữa, nó khó chịu. Đấy, em kêu băng hết luôn. Trong sự nghiệp của em đã bao giờ em băng nhiều như thế chưa? À, chưa luôn. Bình thường là em đá thì em chỉ băng gối thôi, tại vì mình đau gối, còn bây giờ băng nguyên cả chân luôn. Và chắc chắn là ngày hôm qua sẽ là một ngày không ngủ được. Dạ Anh thấy đúng là rồi. 5 giờ sáng em đã cập nhật một cái status trên Facebook và Dạ. nhìn cái vết thương cận cảnh nó thực sự là đau Yeah. xót, dùng từ đau xót là theo đúng nghĩa đen. Dạ đúng rồi. Tại vì nếu mà mình thi đấu mình không nghĩ tới, còn lúc mà mình không thi đấu nữa mà mình chỉ nằm thôi, là cái vết thương nó sẽ nhức đi và nó sẽ kiểu là buốt hết cái vòng cái đùi của em á. Nó nhức nó không ngủ được. Không không chịu được. Em tâm sự lên. Bây giờ đã là gần 24 tiếng sau trận đấu rồi. Em Dạ. ngủ được bao nhiêu Chắc phút? ngủ được buổi chiều chắc 4-5 tiếng Và bây giờ cảm cảm thấy thế nào rồi? Người nó thế hơi nào? mệt. Hơi mệt. Dạ. Với lại cái đầu óc nó không có thoát bằng mình ngủ nhiều. Và bây giờ anh nhìn thấy là cái sinh hoạt đi lại có vẻ cực kỳ khó khăn. Dạ. Đi thì nó đau, em không đi được. Đi mà duỗi ra thì lại không được, mình chỉ co thôi. Tại vì cái vùng cái nước nó bị chảy á, thì nó lại khô thì nó căng cái da của em. Khó. Và nếu mà em nằm thì em nằm với cái tư thế đó như thế nào? Chắc là phải nằm Chỉ nghiêng nghiêng kiểu. thôi, một bên là duy nhất là một một tư thế luôn. Nhưng mà nằm thế thì nó rất là mệt. Dạ đúng rồi. Với lại phần cái gối của em nó Nhưng mà mỏi. trông lại giống nàng tiên cá. Dạ. Mọi người đang nói Trương Thị Kiều là biểu tượng cho cái tinh thần, cái ý chí của Việt Nam. Dạ. Em thấy cái lời nhận xét này nó như thế nào? Em thì em cảm ơn mọi người đã nhận xét em và nhìn tụi em thi đấu. Em thì mình không nghĩ nhiều, mình chỉ lúc đó mình chỉ cố gắng hết sức thôi để giành được huy chương vàng cho những người hâm mộ ở nhà thôi. Em cũng không hiểu tại sao là lúc đó em phải làm máu như vậy nữa. Bình thường nếu mà em mặc quần dài á thì em chùi nó không không gì hết, mà em mặc quần ngắn thì em ít khi em chùi lắm, mà lúc đó thì em không biết tại sao mà em máu, cái banh nào em cũng chùi mà em cũng lấy hết. Chắc do là mình nhìn khán đài khán giả nhiều và những người hâm mộ cũng đang chờ đợi mình nữa. Em đang nói về cái chuyện mặc quần dài thì anh lại chợt nhớ ra là cái vết thương như này mặc quần dài là cực khó. Dạ đúng rồi. Bởi vì cái dịch nó ra nó sẽ bị khô, Dạ. nó cực kỳ đau và cái vết Dạ. khô đấy nó lại rất là sắc, Dạ đúng rồi. nó lại cà vào nó rất là đau. Rất là đồng cảm. Dạ. Thực ra nó rất là khó chịu đúng không? Dạ đúng rồi. Cực kỳ khó chịu. Nói như vậy thôi. Bình thường ra anh em đi đá phủi ấy các bạn ạ, chỉ cần một vết thương nhỏ nhỏ thôi, khoảng bằng một nửa như này thôi là đã rất là khó chịu Dạ rồi. đúng rồi. Nhưng mà ở đây là xin phép tí là cái chỗ này nó quá là rộng.
các bạn ạ, nó quá là rộng. Chắc từ đây đến đây. Và cực kỳ sợ một cái là ở đây là nó có dịch. Nó có dịch ra và khi mà nó khô ấy, nó làm da bị căng ra là một. Cái thứ hai là khi mà mình mặc quần áo hoặc là chăn chiếc cái thứ mà nó dính vào, lúc mình bóc ra đấy, nó cực kỳ đau. Dạ đúng rồi. Cái này nó còn ra nước còn chuẩn bị mà nó khô nữa thì còn đau dữ nữa. Và từ ngày hôm qua đến giờ thì các bác sĩ chăm sóc cho em như thế nào? Dạ, bây giờ thì mình chỉ rửa xong rồi mình chỉ lấy thuốc đó, mình lấy sát trùng thôi. Bác sĩ bảo bao nhiêu lâu thì vết thương này của em cái sẽ... Chắc còn lâu. Lâu là khoảng bao lâu? Chắc em nghĩ nếu mà ít nhất thì 5-6 ngày mà cho nó khô. Còn bình phục luôn á thì chắc em cũng hơn cả tuần. Em nghĩ là hơn cả tuần em không thể khỏi được. Nó chỉ khô thôi, nó chỉ khô cái da này thôi. Và thế này là đường về Việt Nam của em là sẽ rất là vất vả. Dạ đúng rồi. Em có chuẩn bị một cái phương tiện, một cái dụng cụ gì đấy để hỗ trợ cho mình không? Ví dụ nạng chẳng hạn. Dạ không, chắc em nghĩ tới đó không cần nạng. Chứ em đi này là đau lắm đấy. Dạ. Em chỉ sợ ngại là mình mặc quần dài thôi. Ừ. Tại vì cái này mặc quần dài thì nó rất là khó. Anh có một giải pháp. Mình mặc váy đi. Váy hả? Nhưng mà tụi em là đem toàn là những cái dụng cụ mà để tập luyện với lại... Có thể nhờ ai đó mua cho mình một cái váy để mình về. Em có hay mặc váy không? Anh hỏi đúng không? Dạ có. Thế hả? Em có. Kiều mặc váy thì nó như thế nào nhỉ? Trong đôi mắt của em thì khi em mặc váy thì em như thế nào? Cũng hơi điệu đà. Yeah. Nó khác hơn là những bình thường là em mặc đồ số. Đồ số thì mọi người hay chê em là trời tướng như đàn ông. Đấy. Còn nếu mà em mặc đầm thì cũng chê nhưng mà còn đỡ hơn. Thưa quý vị là Minh Hải thì nhìn Trương Thị Kiều thi đấu tập luyện thì phần lớn là áo số, quần đùi áo số. Thành ra là mình cũng chưa bao giờ nhìn thấy Kiều cho là khi mà mặc đầm thì nó như thế nào. Nhưng mà đây là cái giải pháp cực kỳ hữu hiệu. Bởi vì nếu mà em mặc quần jean thì nó sẽ rất rất là khó chịu. Rồi ăn uống thế nào? Anh thấy Thanh đang pha cho em một gói mì tôm và có một ít rau cả. À, chắc bình thường thì em thi đấu thì có đồ ăn. Thi đấu xong là ít đồ ăn lại. Chắc bạn ấy chắc thấy là ăn không ngon thì thôi. Em với nó cũng giống nhau. Ăn ít. Nên chắc nó cho em ăn mì. Bạn tốt đúng không? Lúc ốm đau nằm ở trên giường này bạn lại nấu mì cho ăn đúng không? Anh muốn hỏi một chút liên quan đến cuộc sống của em bây giờ. Cuộc sống của em bây giờ như thế nào? Mình có đồng ra đồng vô thì nó cũng đỡ hơn là không có. Hồi xưa thì nghèo mình ít khi mình có những cái mà mình để mình cần. Mà bây giờ thì mình cũng đỡ hơn. Ngày xưa mình nghèo thu nhập mình bao nhiêu và bây giờ mình có đồng ra đồng vô thì là bao nhiêu? Hồi xưa thì em tập luyện thì chỉ có 300 ngàn thôi. Còn bây giờ thì 550, 5 triệu rưỡi. Xong rồi giờ cũng đỡ hơn. Tức là 300 ngàn là một ngày? Dạ, hay là một tháng? Dạ đúng rồi. 300 ngàn một tháng? Dạ đúng rồi. Và bây giờ là bao nhiêu? Cho anh hỏi. 5 triệu rưỡi. À, ngày hôm nay thì thưa quý vị và các bạn là tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Ngô Hoàng Thịnh. Ngô Hoàng Thịnh thì cũng thấy cảm thấy chạnh lòng. Hỏi rằng là anh ơi cho em hỏi là lương của các cầu thủ nữ của chúng ta là bao nhiêu. Thì quả thật là anh cũng rất là xin lỗi là anh không biết. Anh không biết thật. Anh nghĩ là bảo anh đoán là khoảng tầm chục triệu. Thế nhưng mà thực ra là với một ngôi sao như là Trương Thị Kiều đây. Có thể là em không nhận là ngôi sao. Nhưng với anh thì em vẫn là một ngôi sao. Một ngôi sao rất lớn. Thì lương một tháng là 5 triệu rưỡi. Và như thế là đã là rất tốt so với 300 nghìn một tháng trước đây rồi. Anh đang tự hỏi là 5 triệu rưỡi một tháng thì em tiêu được những cái gì? Em có chu cấp được cho gia đình không? Em riêng em thì em có nhưng mà nhiều bạn thì lại không được. Tại vì những cái đi học, ăn uống thường ngày nữa. Em thì đi đội tuyển thì nó sẽ dư hơn là các bạn ở trong đội. Đi đầu tiên nhiều khi cũng có tiền thưởng, ít tiền thưởng và mình cũng giữ được những cái gì trong người mình và phụ cho gia đình. 5 triệu rưỡi mà chẳng may bị chấn thương một cái. Dạ đúng rồi. Thuốc men lấy ra đâu ra? Thuốc men thì mình xin ở câu lạc bộ được. Ví dụ như là những cái thuốc mà nó cần những loại thuốc tốt. Lúc mà em mổ dây chằng thì cái tổng là bao nhiêu tiền cho ca mổ của em? Cũng như là quá trình hồi phục. Ca mổ em 45 triệu.
Nhưng mà lúc đó em thi đấu ở đội tuyển nên chi phí thì đội tuyển lo. Thưa quý vị và các bạn, là ngay cả một cầu thủ nam khi mà không lên tuyển nhé, nếu như chả may mà họ bị đứt dây chằng, họ có thể sang sinh mổ. Và ca mổ đó có thể tiêu tốn khoảng 500 triệu. Và nếu như chẳng may một cầu thủ nữ của chúng ta như Kiều đây mà bị chấn thương, bị đứt dây chằng, thì không hiểu là với cái khoản tiền lương là 5 triệu rưỡi thì cả sự nghiệp của bạn ấy có đủ để sang sinh mổ hay không. Thành ra là đây chúng ta cũng thấy là một cái chế độ chăm sóc về y tế là rất là tệ. Và cũng rất là mong là tất cả các tập đoàn, các bộ ban ngành chúng ta hãy hỗ trợ cho các cầu thủ nữ của chúng ta. Cũng là ngôi sao này trên ngực áo, cũng là tấm huy chương vàng, cũng là xả thân. Nhưng mà điều kiện của các chị em thực sự phải nói là rất là khó khăn. Anh muốn hỏi thêm một chút là kỳ SEA Games năm nay tiền thưởng cũng khá khá đấy. Thì em sẽ dành cái khoản tiền đấy để làm gì? Em có dự định gì với khoản tiền đấy chứ? Thứ nhất thì mình phải nghĩ cho gia đình. Tại vì gia đình mình không khá giả thì mình phải lo cho gia đình trước đã. Thì một ít thì em để dành cho em. Thế còn kiểu mình đi đứng rồi thế này kia giữ cho mình ạ. Cụ thể là em lo cho gia đình là em sẽ lo vào cái hạng mục gì? Như nhà làm ruộng hoặc là làm nuôi những thứ gì đó để gia đình có điều kiện hơn. Em có thể kể một chút liên quan đến gia đình nhà mình không? Em hả? Gia đình em thôn quê, cuối ở Kiên Giang lận. Mà nó hay kiểu là những người dân tộc thì nó hay ít có khá giả lắm. Những nghèo thì nhiều hơn. Em thì em muốn gia đình mình cái là sung sướng trước đã. Là mới lo tới em. Em là người Khmer đúng không? Dạ đúng rồi. Và ở cái khu vực nhà mình ở ấy, thì như thế nào được gọi là khá giả? Như thế nào được gọi là đầy đủ? Em thấy là hồi xưa thì người ta là đúc là người ta đã giàu rồi. Toàn là những người nhà lá thôi. Em thì nhà lá nữa cơ. Em thấy là giống như mình hơi bị kiểu là thiệt thòi với người ta. Người ta thì ăn sung mặc sướng, còn mình thì thiếu thốn nhiều cái. Và bố mẹ rất vất vả. Dạ đúng rồi. Cụ thể là bố mẹ vất vả như nào Kiều có thể chia sẻ với mọi người để mọi người hiểu hơn về gia đình nhà mình cũng như là có sự đồng cảm với Kiều. Khá giả thì ba mẹ em phải là đi làm xa thì bỏ chị em ở nhà thôi. Thì như thế thì mới có tiền, mới lo cho gia đình được. Còn ở nhà thì cũng có ruộng nhưng mà không đủ để ăn uống, em phải đi làm xa. Và cái việc học hành của mấy chị anh chị em hồi mà em còn ở Kiên Giang nó như nào? Cực, hơi cực. Tại vì người ta lại có ba mẹ thì nó rất là dễ hơn. Còn tụi em thì không có ba mẹ, ăn học thì tự lo. Bao lâu thì ba mẹ về một lần? Chắc cũng 2-3 tháng. 2-3 tháng thì làm cái thu hoạch đó xong thì mới được về. Thế nên mới lâu. Anh tự hỏi làm sao mà các cô bé, cậu bé mà lại có thể chăm sóc nhau được như thế này? Tại vì tụi em là từ bản thân mình phải biết là nhà mình như thế nào. Còn giống như người ta khá giả hơn thì ba mẹ lo thì nó lại khác. Còn gia đình những người mà người ta nghèo thì người ta tự bản thân người ta biết mà tự bản thân người ta lo được. Ước mơ lớn nhất của Kiều bây giờ là gì? Dạ, được dự World Cup ạ. Còn về cuộc sống của mình? Cuộc sống của em bây giờ em thấy cũng tốt hơn hồi xưa. Em cũng mong là thời gian sau này thì mình đỡ hơn, đỡ vất vả hơn. Anh rất xin lỗi phải hỏi câu này. Bởi vì đây là cái điều mà anh rất là trăn trở với các cầu thủ nữ. Cái chuyện tình duyên nó như thế này. Em tình duyên em cũng lận đận lắm. Tại vì bóng đá nữ thì ít ai mà cũng kiểu để ý. Nhiều khi cũng có mấy người đi lấy chồng được thôi. Mà trong cái đó bao nhiêu bóng đá nữ mà cũng ít ai lấy được. Tại vì người ta ít với lại nghĩ với lại bóng đá nữ nhiều hơn. Vì sao lại dị nhỉ? Em cũng không biết nữa, kêu là bóng đá nữ nó men quá, nó cứng quá thì ít ai để ý.
Không, anh tiếp xúc với các em anh không thấy hề thấy cứng một tí nào. Dạ, nhưng mà người ta nhìn vô lại là gì? Nhưng mà tụi em thì ít ai mà để nói chuyện, nên tình duyên ít lắm. Anh hỏi thật là khi mà em đi giao tiếp với mọi người, mình có bị mặc cảm bởi những cái suy nghĩ của người khác không? Dạ có chứ. Tụi em thì cũng muốn nói chuyện nhiều, tại vì cũng muốn kiểu là mình quan hệ thì hơi rộng xíu để mình còn dễ. Còn em thấy là ít, em ít nói. Ra ngoài thì bản thân em thì ít tiếp xúc với người lạ lắm. Nhiều người nói đùa rằng là không dám yêu cầu thủ nữ vì cầu thủ nữ hay đá lắm. Dạ đúng rồi, với lại nhìn thô. Không, hay đá tức là ví dụ mình đá bóng quen rồi, mình hay đá họ ấy. Chắc cũng có. À, cho đến bây giờ thì Trương Thị Kiều đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, một mối tình. Có thể kể một chút liên quan đến những cái gì nó đã qua không? À dạ. Người đó thì chơi, cũng chơi thể thao nhưng mà chơi bóng ném. Ừ. Ở Sài Gòn ạ. Rồi về sau tự nhiên lại chia tay. Dạ, chắc gì không hợp nữa. Ai là người chủ động? Chắc hai đứa chủ động. Tại vì hai thấy cũng không hợp nhau nữa. Những cái xích mích nhỏ nhỏ nhưng mà mình không thấy vượt qua được thì thôi. Và hai bạn đã chia tay nhau bao lâu rồi? Dạ, cũng lâu lắm rồi. Lâu rồi. Từ 21 rồi. Chắc cũng lâu. Cái mốc đàn ông mà Trương Thị Kiều thích là như thế này. Em thấy thì duyên thôi. Em cũng không lựa chọn nữa. Tại vì mình lựa chọn nó cũng không vừa ý mình, nên thôi cứ duyên tới đâu thì tính tới đó. Như thế nào thì được gọi là có duyên? Với quan điểm của Kiều. Mình thấy là mình chia sẻ với nhau được. Những cái mà mình hợp với nhau, mình nói chuyện với nhau, thấy hợp thì ok. Các bạn có thể thấy là nằm trên giường và với một vết thương rất là lớn như thế này, nhưng mà cô bé này vẫn rất là nhí nhảnh, rất là vui vẻ. Bây giờ anh muốn hỏi em một cái câu hỏi này nó rất là quan trọng, bởi vì nó có thể nó sẽ giúp cho bóng đá nữ của chúng ta có một cái nhìn nó chính xác hơn từ phía xã hội. Yeah. Làm thế nào để các cầu thủ nữ của chúng ta bớt khổ? Em thấy là bóng đá nữ ít quan tâm. Em cũng mong muốn là mọi người quan tâm bóng đá nữ nhiều hơn, và cái chia sẻ những cái mà tụi em vật chất hay là một tinh thần cũng vậy. Em thấy tụi em ít quá. Hơn là bóng đá nam rất là, cả những người hâm mộ và cả khán giả cũng đi xem rất là nhiều, nhưng mà bóng đá nữ thì lại ít. Em cũng mong muốn là được ít giống bóng đá nam. Và khi mà em thi đấu trên sân, ví dụ như ở giải vô địch quốc gia hoặc ở những cái giải đấu mà nó không có sự thu hút lớn của khán giả. Dạ. Thi đấu ở một cái sân vận động mà quanh các khán đài không có lấy một bóng người, cái cảm xúc của mình khi thi đấu như thế nó như thế nào? Cũng hơi chạnh lòng lắm, mà với lại nản nữa. Tại vì bóng đá nữ đi đá mà cũng không ai xem, mà cũng không ai nhắc đến nữa. Mình cũng thấy chạnh lòng một tí. Có rất nhiều các bậc tiền bối của Kiều thì có chia sẻ là bóng đá nữ thì từ ngoài cái cửa của phòng mình ra ngoài thì tươi cười vui vẻ, nhưng mà ở trong khóc thầm thì không có ai biết. Dạ đúng rồi. Thường là gì? Thường là ra ngoài thì giống như nói chuyện đồ hay là xôn xáo lắm, nhưng mà một mình hay là tủi thân. Mà thường là tủi thân về vấn đề gì? Giống như là mình suy nghĩ nhiều quá, vì những mình đá mà cũng ít khán giả, xong rồi vật chất hay là mình lo gia đình nữa, nó rất là nhiều. Có ai mà cảm thấy khi mà nhìn về những cái gia đình bình thường khác, của những cô gái bình thường khác ở trong xã hội, họ cũng có chồng, họ cũng có con, họ cũng cuối tuần dắt nhau đi chơi, mà nhiều khi chúng ta chỉ đi với đồng đội thôi? Em thì cái đó không, mình em thì em không nghĩ tới đâu. Tại vì mình còn đam mê thì cái đam mê của mình nó lớn hơn là cái trong gia đình. Giống như mình có chồng rồi thì mình chỉ là chồng con thôi. Cái đam mê của mình lại phải bỏ qua một bên.
Còn bây giờ mình chưa có chồng con thì mình cái đam mê của mình nó lớn hơn, khao khát hơn. Nếu được lựa chọn lại, em vẫn chơi bóng đá. Và nếu như lại chơi một trận chung kết và vẫn bị đau, vẫn bị chảy, em vẫn chịu luôn. Tại vì mình không thể nào mà mình tránh khỏi được cái chấn thương. Mình chỉ chơi hết sức và hết mình thôi. À, ngoài cái tấm huy chương vàng SEA Games ra, thì cái kỳ SEA Games này đâu là cái điểm mà em cảm thấy hạnh phúc nhất? Hạnh phúc nhất là kiểu là mình đoàn kết và đã quyết tâm hơn. Em thấy vậy là hạnh phúc. Và em thấy khán giả Việt Nam mình đi xem rất là đông, như là những người hâm mộ ở nhà nữa. Và nếu mà có một lời nào đấy với người hâm mộ bóng đá cả nước thì em sẽ nói gì? Và em có một cái đề xuất gì đấy để cho cái môi trường bóng đá nữ nó ngày được cải thiện, và đời sống cũng như là sự nghiệp, kể cả là cuộc sống đường tình duyên của các cầu thủ chúng ta nó cũng bớt đi vất vả. Em thì trước tiên này em, riêng em và cả đội thì cảm ơn những người hâm mộ và khán giả đã đến xem trực tiếp, và những người hâm mộ ở nhà xem tụi em thi đấu hết mình vậy. Với lại em mong muốn là mình có được những người mà quan tâm mình hơn, hỗ trợ mình nhiều hơn. Yeah. Là những cái mà mong muốn, không phải riêng em mà cả bóng đá nữ ai cũng muốn vậy. Còn riêng anh thì anh chúc em việc đầu tiên là sẽ bình phục lại chấn thương. Yeah. Có một cuộc sống, có một sự nghiệp rất là thành công. Yeah. Và điều cực kỳ quan trọng anh muốn chúc em là sớm tìm được cái người có duyên với mình. Yeah. Kính thưa quý vị, là ngày hôm nay chúng tôi đến thăm Trương Thị Kiều và thực sự là cảm thấy rất là xúc động. Xúc động đầu tiên là vì những cái vết đau về mặt thể xác mà em đang phải mang. Và xúc động thứ hai là với một cái nụ cười rất tươi, rất lạc quan, với một cái tinh thần chiến đấu mà chúng ta đã gọi đó là tinh thần Việt Nam. Và cũng rất là mong là người hâm mộ bóng đá cả nước, nếu như thấy những cái giải đấu dành cho các cầu thủ nữ, các bạn có thể bớt chút thời gian đến để cổ vũ cho các chị em của chúng ta. Bởi vì bản chất các chị em đi đá bóng là đã rất là vất vả rồi. Và cũng rất là mong là các bộ ban ngành, các tập đoàn, chúng ta hãy cùng chung tay góp sức để góp phần làm cho các chị em có thêm những cái nền tảng để phát triển bóng đá. Và đấy mới chính là cái yếu tố quan trọng nhất để giúp cho bóng đá nữ của chúng ta phát triển, để hoàn thành cái mục tiêu, cái mong mỏi mà Trương Thị Kiều cũng như là người hâm mộ bóng đá cả nước của chúng ta đều đang mơ, đó là giấc mơ World Cup.